Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn đã yêu mến vườn cây và thích trồng cây, tự mình trồng cây chăm sóc và tự mình thu hoạch để có những cái bữa cơm gia đình thật là sạch sẽ, thật là hợp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình. Đó, thì mình cũng là nằm trong một những cái số đó các bạn. Cho nên là mình tìm tòi, học hỏi và mình đã làm một cái dàn rau thủy canh như thế này. Cái dàn ống như thế này nè các bạn. Thì tính ra chi phí, các bạn thắc mắc là chi phí có mắc hay không? Nó có quá mắc không? Hay là như thế nào? Thì hôm nay mình xin chia sẻ nha. Đây, mình làm tổng cộng cái dàn thủy canh của mình đó là 82 ống. 82 ống các bạn. Và một ống như thế này là mình làm được là 26 cái lỗ như thế này. Đó. Thì khi mà mình chia ra, mình lấy tổng cái kinh phí, mình chia ra tất cả các lỗ. Kinh phí của mình là 42 triệu, 41 triệu mấy, mình cho luôn là 42 triệu ha. Thì mình chia cho 2.200 lỗ này. Đó. 2.200 lỗ nha. Thì một lỗ đó trị giá là 18.000 mấy trăm, mình cho là 20.000 luôn. Đó, một cái lỗ này 20.000. Thì các bạn trồng rau thì các bạn biết rồi đó. Cái một cái bao phân là đã bao nhiêu tiền rồi ha. Một cái bao phân là bao nhiêu tiền. Rồi đâu phải phân bón không đâu, rồi phân bò, rồi đất sạch. Một bao đất sạch là đã bao nhiêu tiền rồi. Chỗ mình là bán 50.000, chỗ các bạn là bao nhiêu thì mình không biết. Đó. Thì là khi mà các bạn đầu tư vô để trồng rau á, thì trồng rau đất á, thì nó cũng đã tốn rất là nhiều cái chi phí vào trong cái phân, vào trong cái đất, vào trong cái phân bò, rồi vào trong chậu, đúng không? Đó. Thì trồng cái thủy canh này á, cái ống này á các bạn, hồi nãy mình tính kinh phí rồi đó, hai cho là 20.000 một cái lỗ này. Nhưng cái lỗ này xài được bao nhiêu lâu? Xài được hơn 20 năm. Cái ống bình minh này ha, nếu mà các bạn mà xài thì cứ để như vậy ha, thì các bạn sẽ sử dụng trên 20 năm thì cái ống bình minh này nó mới là gọi là nhúc nhích ha. Đó, chứ bình thường nó không nhúc nhích được. Đó. Thì các bạn cứ tính đi ha. Còn mình khi mà mình kinh doanh á, mình kinh doanh rau sạch á, thì một cái lỗ này mình đầu tư là 20.000. Tổng thì nó hơi nhiều vậy thôi, nhưng mà khi mà mình cứ thu hoạch á, thì một cái lỗ 20.000 này đâu có bao nhiêu cây cải đâu là được 20.000 rồi, đúng không? Đó. Đâu có nhiều cây cải đâu là để được 20.000 rồi. Thì một cái lỗ này nó cho ra ha, thì nó cho ra một năm là sẽ biết bao nhiêu cái kg rau từ cái lỗ này. Thì mình sẽ ghi chép lại, tính toán, và đến một thời điểm nào đó thì mình sẽ công bố gửi đến các bạn là bao nhiêu kg cải hay là bao nhiêu kg rau được thu hoạch từ cái lỗ này trong một năm. Mình sẽ thống kê và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu mà các bạn còn sợ là mình làm, sợ cái kinh phí nó cao quá, sợ là sẽ như thế này như thế kia, lỗ lã, thì trước tiên là mình trồng cái này á, là theo cái nhu cầu của gia đình mình ha. Gia đình mình có cái nhu cầu là ăn rau sạch, bởi vì ai mà không ăn rau các bạn, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc mà. Đó, đau thì phải uống thuốc thôi. Và trong bữa cơm gia đình thì tất cả người lớn trẻ nhỏ gì cũng phải cần có rau, cần bổ sung cái vitamin. Đó, ăn rau rất là tốt cho sức khỏe ha. Và những cái rau ngoài chợ thì mình mua về mình không an tâm lắm. Đó, cho nên các bạn cứ mạnh dạn để đầu tư như mình đây. Mình đầu tư cái dàn này thì tổng cộng là gần 42 triệu đồng đó các bạn. 42 triệu đồng. Và giống nè, rồi dinh dưỡng cho cây nè, thì cái đó thì mình sẽ mua thường xuyên rồi. Mình sẽ mua thêm vô thường xuyên. Nhưng mà cũng là không bao nhiêu nữa các bạn. Không bao nhiêu nữa hết. Đó. Như các bạn bỏ cái dinh dưỡng á, nó cái liều lượng rất là thấp như mình nè. Cái cây cải á, nó mình chấp nhận là cây cải của mình nó nhỏ, nó ốm ha.
nó nhỏ nó ốm hơn người ta, nhưng mà là cái chất lượng sản phẩm thì nó đảm bảo ha. Đó, bởi vì mình bán cũng không phải để lấy lời nữa, cũng để là làm vui và chia sẻ cái điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người thôi. Đó, chia sẻ đến các bạn như vậy. Này, thì khi mà canh nước á, thì mình sẽ canh như vậy nè các bạn. Nước khoảng là 2/3 ống. Đó, nước khoảng 2/3 ống. Chỉ cần ngập cái đáy lọ một chút xíu thôi. Đó, là được rồi. Ống này thì mình chưa pha dinh dưỡng. Mình đợi khi nào lên cây á, ví dụ như là sáng lên cây thì tối đó mình sẽ pha dinh dưỡng. Nhưng mình vẫn cho chạy luôn. Mình vẫn cho chạy để nó giảm cái nhiệt cho cái ống của mình. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng quanh cái vườn rau để mình giới thiệu với các bạn. Đây, nhìn ở góc độ này đây các bạn. Đó, nhìn góc độ này thì thấy rau nó hơi lớn rồi ha. Khoảng 10 ngày nữa thì mình có thể thu hoạch rau. Đây là rau cải thìa nha các bạn. Thì ở chính giữa mình có một cái cây mít á, mình chưa nở chặt nó đi. Cũng thấy thương quá cho nên là chưa chặt. Đây, ở đây là tầng ô đó các bạn. Tầng ô hôm nay cũng được một gang tay rồi nè. Đó, gọi là nếu mà ăn thì ăn được rồi, mà mình còn chưa, mình còn tiếc á. Nè, cái cải thảo nè, mình tính di chuyển đến cái khu kia. Để một chút nữa mấy bé nó dậy rồi mình nhờ nó di chuyển phụ. Ở đây là rau muống. Thì rau muống mình đang cảm thấy là nó không thích hợp trồng như thế này. Đó, cho nên là mình sẽ bỏ đi. Có thể là mình sẽ lấy mình trồng dưới đất thử có xem như thế nào. Cái hạt rau muống này mình còn nhiều lắm, mình mua một bịch là 10.000 còn nhiều lắm. Có thể là mình sẽ gieo dưới đất đó các bạn, để xem là nó có phát triển dưới đất hay không. Rồi, đó, đây là một cái dàn rau dền. Rau dền ở đây là rau dền con. Ở phía bên kia là rau dền lớn, rau dền trưởng thành, ăn được rồi đó các bạn. Còn đây là cái rau rau ôm, có người gọi là rau ngổ, để ăn với phở đó các bạn. Còn ở đây là cái rau húng quế. Này, rau húng quế tươi chưa? Ngon chưa? Rau húng quế này ngon chưa? Thì các bạn tính đi, kinh phí là 20.000 đồng một cái lỗ như thế này. Đó, thì nó cũng đâu gọi là mắc quá đâu, đúng không các bạn? Tại vì mình làm nhiều á, cho nên cái giá thành á nó nhiều vậy thôi. Chứ thật ra thì 20.000 đồng một cái này vừa rọ vừa đủ thứ cái luôn thì nó cũng đâu có bao nhiêu đâu, nó cũng rất là rẻ. Các bạn mà ở nhà thì các bạn chỉ cần làm một cái vàng này thôi, một cái vàng này gọi là 12 ống nè. Đó, 12 ống. Còn nếu mà các bạn muốn ấy nữa thì các bạn làm 20 ống là nguyên một cái vàng hai bên nè. Đó, thì các bạn đã là đã đời rồi, thu hoạch là ăn đã đời luôn. Chồng cứ mình xen canh vô, mình trồng một ít này ít kia, ít này ít kia vậy đó. Đó là mình sẽ đảm bảo cái nguồn rau cho cái gia đình mình sạch sẽ. Đó, mà kinh phí thì gọi là nó nhiều vậy chứ nó không có nhiều lắm các bạn, nó cũng không có mắc lắm. Đó, rẻ rề. Đó, thấy rau của mình trồng không dễ thương dễ sợ. À, và các bạn nhớ là mình cũng phải làm một cái khu vườn ươm giống như thế này. Đây, để mình đưa qua cho các bạn xem. Mình phải làm cái khu vườn ươm giống như thế này, khu ươm. Thì các bạn nếu mà làm ăn ở nhà thì các bạn làm ít thôi. Đó, làm ít rồi để cho ươm mấy cây con, là khi cây con nó trưởng thành rồi nó cho ra. Đây là cây cải cúc là tầng ô đó các bạn. Đó, còn cây cải thì mình đã cho ra rọ hết rồi. Mình trồng bán cho nên mình trồng hơi nhiều. Rồi, ở bên đây thì cái gì mình là rau đay các bạn. Rau đay mình thì mình cũng thích rau đay đỏ lắm, nhưng mà mua không có được hạt, cho nên là mua hạt rau đay trắng đỡ nè.
đây là cải luôn các bạn, mình gieo cải đó. Được chưa? Rồi giờ mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem đó. Nếu mà bạn làm một cái dàn khoảng 20 ống thì kinh phí khoảng 5 triệu, tại đây mình làm 80 ống thì 40 triệu mà mình chia ra. Chia ra khoảng 5 triệu, 10 triệu à, 10 ống chứ các bạn, làm 10 ống thì khoảng 10 triệu đó. 10 triệu thì tính ra nó cũng rất là rẻ các bạn, không mắc đâu. Rồi Như Tiết xin chào nha và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.